Rồi, xin giới thiệu các bạn luôn. Đây là cái màn hình giao diện mình sẽ học nha. Rồi, và đây là cái bảng của thầy, được chưa? Hello class. Thấy chưa? Thanh Hoài có thấy được cái bảng của thầy không? Dạ có thầy ơi. Ok, rõ đúng không? Có cần to hơn hay nhỏ hơn không nè? Dạ bình thường. Rồi, ok, that's great. Rồi, mình vào lại nha. Rồi, đây là cái bài học của mình, được chưa? Trang sách ha. Listen and read. What sport is she playing? Rồi, hôm nay học trang 21, được chưa? Lesson 4, grammar 2. Nha. Do you know Chip? Dạ hơn. Hello Dạ hơn. Ok. Hello Dạ hơn. Where are you? I'm here. Ok. Do you know Chip? Who is Chip? Chip? Chip is he's a robot. He's a robot. He's a robot, right? Yeah. And yeah. Yeah. And what name is this professor? His name? Yeah. I think it's Professor too. Just Professor? Yeah. Maybe. Alright, maybe. Yes. Now listen and read. Rồi, khi mà thầy mở cái những cái bài, những cái đoạn nào liên quan tới audio nha, thì các bạn làm ơn là tắt cái mic của mình được chưa? Để tránh làm ồn trong lớp. Nha. Rồi, bây giờ nha. Listen and read. What sport is Chip playing? Rồi, mute your mic please. Rồi. Các bạn cùng nghe nha. Ready, go. Listening 18. Listen and read. What sport is Chip playing? I like basketball, but I can't get the ball into the hoop. If you had longer legs, you'd jump higher. Try these springs. If I had a camera, I'd take a picture. Very funny. If you took a picture, I'd never speak to you again. Okay, that's it. That's the end of this recording. Can you listen clearly? And Dạ hơn. Dạ hơn. Dạ hơn. I'm here. Can you listen clearly? No. No? What's wrong with you? The network. The network is so bad, right? Yeah. Okay, sorry about that. Trúc Giang. Con không nghe gì hết. Không nghe thấy gì hết á thầy. Không nghe gì hết à? Để thầy mở lại nha, có thể thầy phải tắt mic của thầy. Rồi Thanh An có nghe không nhỉ? Thanh An. Thanh An có nghe được không em? Có nhắn tin chưa? Có bạn nghe, có bạn không nghe. Thầy, chưa? Sau khi mở xong cái đoạn audio thầy sẽ bật cái mic lên. Ok. Rồi, thì thử nha.
đã mute rồi đúng không? Rồi ok. Listening 18. Listen and read. What sport is Chip playing? I like basketball, but I can't get the ball into the hoop. If you had longer legs, you'd jump higher. Try these springs. If I had a camera, I'd take a picture. Very funny. If you took a picture, I'd never speak to you again. Rồi, Thanh Hoài có nghe được không nhà Thanh Hoài? Có nè. Rồi, lần này nghe rõ hơn rồi đúng không? Trúc Giang. Dạ nghe thấy rồi thầy. Nghe rõ rồi đúng không? Ok rồi, dạ. Bây giờ mình practice nha. Rồi, thầy sẽ chọn một người là professor, một người là chip. Bây giờ mình sẽ practice together, được chưa? Rồi khi các bạn practice, let's see who's first. The only boy in class, right? The only boy in class, I like to invite Gia Bảo. Gia Bảo and Thanh Hoài, yeah, Thanh Hoài. And who is professor? Rồi, Gia Bảo làm professor nha. Còn Thanh An sẽ là Thanh Hoài sẽ làm robot. Ok, chip nha. Rồi, let's go. Gia Bảo nó có nói được không em? Không biết em có vấn đề gì không? Dạ. Dạ bảo mấy em bình thường đúng không? Rồi em nói đi em. Dạ. You are professor and Thanh Hoài. Hello Thanh Hoài. Dạ. You are chip. Alright. Dạ. Rồi ok. Let's go. I like. Let's go. If you have longer legs, you jump higher. Rồi, mời hình cái tiếp luôn em, professor. Try this spring. If I have a camera, I take a picture. Very funny. If you took a picture, I never speak to you again. Yeah. You took a picture. I take a picture. I never talk to you again. All right. Never speak to you again. Thank you. And then next pair, Thanh An and Bảo Linh. Hello. Thanh An. Yeah. You are chip. Okay. Let's go. I like basketball, but I can't get the ball into the hoop. If you have longer legs, you jump higher. Try this spring. Ha ha.
Haha, if I have a camera picture. Very funny. If you took a picture, I'd never speak to you again. Okay, that's great. And now, Gia Hân, Trúc Giang, hello. Yeah. Gia Hân and Trúc Giang, please. And Gia Hân, you are yes. professor. And Trúc Giang, okay. you are chief. Okay. I like basketball, but I can't get the ball into the hoop. If you had longer legs, you'd jump higher. Try these springs. Haha, if I had a camera, I'd take a picture. Very funny. If you took a picture, I never speak to you again. Okay. That's great. Các bạn tắt mic giùm thầy nha, thầy sẽ giảm số chỗ này. Rồi, được chưa? À, khi mà mình đọc chỗ này được chưa? I like basketball, but I can't get the ball into the hoop. Vậy thì hoop ở đây là cái vòng rổ trên này nha. Hoop, hoop, hoop. Được chưa? Cái vòng rổ trên này là hoop. Nha, rồi. If you had longer legs. Rồi cái chỗ này đọc sao nhỉ? You hoặc là mình đọc ngắt qua một nửa nhịp nha. You jump higher. You jump higher. You jump higher. Được chưa? Rồi. Jump là mình nhảy lên, được chưa? Rồi try these springs. Springs là cái gì nhỉ? Dạ bảo, spring. What does it mean? Springs. I am holding something. Yeah, springs. Là cái lò xo, ghi vào giùm thầy nha. Note vào, được chưa? Note vào để xem các bạn có ghi vào không nha. Rồi, ghi vào chưa? Thanh An. À, ngồi tỉnh bơ luôn nha. Các bạn phải ghi vào như này. Make some notes, please. Okay. Yes. Ghi vào liền nha. Thầy sẽ hỏi lại liền đấy. Yên tâm, thầy sẽ hỏi lại liền đấy. Nếu mà không ghi thì không có nhớ được đâu nha. Rồi, thầy học lại nha. Nhìn màn hình này. I like basketball, but I can't get the ball into the hoop. Hoop ở đây là cái vòng này. Để chơi cái vòng. Hoop. Hoop. Ha. Nếu có đọc lại, nếu bạn muốn đọc lại thì cứ đọc thầm trong miệng cũng được. Đọc theo thầy nha. Hoop. Hoop. Alright. Jump higher, higher, higher. Chứ không phải là 2G nha. Được chưa? Nhiều bạn mới đọc cho là 2G nổ. Higher, higher. Được chưa? Rồi chỗ này đọc là you jump, nhớ đi, giống như là you jump vậy ha, giống như viết tắt của chữ will vậy đấy. These springs, rồi là springs là cái lò xo ha. Rồi, haha, if I, cái chỗ này đọc sao nhỉ? If I, được chưa? Đừng có đọc là if I, được chưa? Cố gắng nha. If I had a camera, I'll take a picture. Được chưa? Take a. If I had a camera, I'll take a picture. Cố gắng nha. Rồi. Very funny. If you took a picture, I'll never speak to you again. Sorry. Bạn nào có kiến nhỉ? À, Mylin. Hello Mylin. Dạ thầy. Mylin có nghe thầy nói. Mạng yếu quá thầy ơi. Dạ mạng yếu quá thầy ơi. À, nếu mạng yếu ha. Rồi tập trung mình cố gắng ngồi trong chỗ nào thật là yên tĩnh, đừng có tiếng ồn để mình nghe cho rõ hơn nha. Để mạng yếu đôi khi là cái âm thanh nó không được rõ, đường truyền không được tốt nha. Nha.
Rồi, yeah. Linh tắt mic cho thầy nha. Đây là biểu tượng cái mic nè em. Em nhìn đây thầy, thầy đang có cái hình trên màn hình này. Ông mình nó hút nó ra thầy ơi. Điện thoại nó lát quá thầy ơi. Rồi, mai Linh tắt cho thầy cái mic nha. Cái mic là cái hình này nè. Được chưa? Em bấm vào mute cho thầy nhé. Thầy điện thoại đó ba cái mic thầy. Ồ điện thoại tắt mic được mà đúng không? Ờ điện thoại nó bị gì rồi thầy ơi, tí nữa con gọi lại thầy nha. Nope. Lớp mình vẫn đang on nè, nếu mà đường truyền nó không ổn định thì Mai Linh có thể thoát ra và vào lại được chưa? Được chưa em? Dạ. Ok, rồi. Rồi, thank you. Ok. Goodbye. No, 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 not goodbye. Quay lại liền nha, không có goodbye ở đây nha. Never say goodbye. We're studying here. Rồi, tiếp tục nha các bạn. Rồi, các bạn ghi chú là chưa nhỉ? Rồi, thầy hỏi nha. Trúc Giang. Dạ thầy. Strings là gì nhỉ? Dạ là sao thầy? Nó còn có nghĩa gì nữa không nha? Dạ. String? Easy. Là sao hoặc là mùa xuân, right? Được chưa? Spring. Nha. Yeah. Đây, spring là lò xo hoặc là mùa xuân, spring đúng chưa? Rồi, cái chữ khác nè, xem nè, có chữ nào để thay đố các bạn đúng không nhỉ? Cái picture, speak. Ok, rồi cái chữ speak này là sao nhỉ? Thầy ghi qua đây luôn nha, speak. Khi nào mà dùng speak nhỉ? Speak, nói. Một thường một ngôn ngữ nào đó speak hoặc là dùng ngôn ngữ đó để nói với ai khác, ví dụ example. Can you speak Vietnamese? Oh, Vietnamese, right? Can you speak Vietnamese? Được chưa? Can you speak English? Can you speak Chinese? Yeah. Can you speak Germanese? Can you speak anything else, right? Nhớ nha, rồi. Okay, come back. Các bạn ghi kịp không nha? Đấy. Để cho bạn khoảng 10-15 giây ghi nha. Can you speak Vietnamese, English, etc. Được chưa? Rồi, để qua lại nha. Rồi, ở đây mình thấy người ta đặt cái câu có cái gì lạ lạ đây nhỉ? You, chữ D ở đây là cái gì nhỉ? Thầy hỏi bạn nào biết nhỉ? Dạ hơi. I know. Dạ yes. Hơi. Wait. You, chữ D ở đây là cái gì ta? Là viết tắt của wood. À, viết tắt của wood đúng không? Nó hơi viết tắt của chữ head được không? Có nữa thầy. À, rồi. Cái chữ D đó nha. Nhớ đây. She. D ở đây đúng không? Đấy. D. Thì nó sẽ tương ứng với là, ví dụ là she. She would. She would. Hoặc là she had. Excuse me, what's wrong? And nothing. She had, đấy chưa? Rồi, các em hay thấy cái câu này ha. You better do it. À, chỗ này ha. Đây. Chỗ này là tương ứng với chữ là mở ngoặc đây ha, là you had better. Đúng chưa? Bằng với là you should. Được chưa? Thấy chưa các bạn? Ghi chú nha.
những cái này là những cái phần mở rộng thầy muốn giải thích thêm cho các bạn nha, các bạn ghi chú đầy đủ cho thầy nha, được chưa? You better do it. Rồi. Rồi, vậy thì do better này là had better, được chưa? Nên làm gì đó. Cho này ha. Had better. Hát đi cậu đó. Had better should. Ok. Rồi, hẹn gặp lại nha. Vậy thì người ta dùng cái điều kiện loại 2 đúng không? Đây là câu điều kiện loại 2. If câu if câu điều kiện conditional sentence. Rồi, if you had longer legs có nghĩa là hiện tại thì á cái anh robot này nó đâu có cái chân dài đâu đúng không? Những cái chuyện mà trái với hiện tại, trái với sự thật hiện tại đúng chưa? Và không thể xảy ra ở trong tương lai này, được chưa? Rồi, if you had longer legs, you jump higher. Nếu bạn có cái chân dài hơn á thì bạn có thể nhảy cao hơn rồi, nhưng mà thực tế thì ha, thực tế thì cái robot này cái chân rất là ngắn ha. Rồi thêm câu nữa, if I had a camera I'd take a picture. Vậy thì hiện tại các ông professor có cái camera không nhỉ bạn Gia Bảo? Dạ không. À, hiện tại đâu có đâu đúng không? Ông chỉ nói là if I had a camera, cái nghĩa là ước mà tôi có cái camera ở đây. Chụp mẫu hình, nghĩa là cái câu ước ngay tại thời điểm máy nói ha. Rồi. Trúc Giang. Dạ. If you took a picture, I never speak to you again. Thì cái ông giáo sư nào có chụp chưa nhỉ? Dạ, chụp hình là tiếp bị té vô cái gỗ. À, nhưng mà thật sự thì ông có chụp chưa? Chưa. Chưa, có camera đâu mà chụp, ông đang ước có camera mà đúng không? Rồi, cái chip này cũng trả lời là nếu mà ông chụp tôi thì tôi cũng không muốn nói chuyện với ông nữa đâu. Đó, đang kiểu giận dỗi nha. Rồi, ok. Rồi, mình sẽ đọc dưới đây. Read and learn here. Nha. Rồi. Các bạn nào tình nguyện dịch mình thấy cái đoạn này không nha? Where? Here. Second conditional. Các bạn nào dịch giùm này được không? Thanh An. Thanh An thấy cái đoạn này chưa nhỉ Thanh An? Oh, it's too big. Rồi Thanh An đâu rồi nhỉ? Rồi, hình như cái đường truyền của mình hơi kém đúng không các em? Hiện nay thì do cá mập cắn hơi thường xuyên ha, nên đường truyền cũng hơi bị kém nha. Nên, các bạn cố gắng là nghe cho rõ xíu nha, cố gắng nghe tập trung xíu cho thằng thầy nha. Và hạn chế make noise, được chưa? Đừng có lắc mà đừng có bắt nhạc, mà đừng có nói chuyện với ai đó khi đang học, được chưa? Nha. Tại tuy thì bật cái màn hình kia nhưng mà thầy nghe được rõ lắm đó nha. Đừng có làm việc đi trong lớp, ok? Rồi, hỏi ai gì rồi nhỉ? Thanh An đúng không? Thanh An. Use the second conditional to talk about things that are unreal or unlikely to happen in the future. Rồi, Thanh An hiểu cái này sao vậy? Giải thích nghe được không? Thanh An thấy không Thanh An? Thanh An đâu rồi? Say something. Dạ có. Rồi, sao không nói hết vậy? Thanh An nói đi. Được chưa? Tới đâu thầy giúp tới đó nha, giải thích cho các bạn nghe cái đoạn này nè. Dùng cái gì nhỉ? Hello. Rồi, thôi, thầy giải thích cho các bạn luôn nha. Hình như Thanh An gặp cái vấn đề đường truyền hay gì đây đấy. Thì không có nghe bạn nói. Rồi nha. Rồi, use the second conditional to talk about things that are real and likely to happen in the future. Nghĩa là những cái chuyện mà không thể xảy ra mà không có thật trong cái trong tương lai, được chưa? Không thể xảy ra trong tương lai hoặc là không thật ở hiện tại ha. Rồi. If I had a camera, I'd take a picture, nãy nói rồi. Nếu như ông giáo sư ông có cái camera thì ông đã chụp rồi. Nhưng mà thực tế ông đâu có đâu ha. If I had longer legs, I wouldn't play so badly. Rồi,
nếu mà tôi có chân, nếu chân tôi dài hơn tôi không có chơi tệ như vậy rồi. Thật ra thì bây giờ chân tôi vẫn ngắn đấy chứ, ước thì ước nhưng mà chân vẫn đang ngắn, right? Rồi, look, if you took a picture, I'm gonna speak to you again. Rồi, chỗ này, I'll never speak to you again if you took a picture, mà hãy viết ngược lại. À, rồi, rồi, cái chỗ này, cái phải đi đây là would, ha, rồi, chữ wouldn't, đây là would not, viết tắt cái chữ would not, ha, rồi. Would you play baseball if you live in the USA? Yes, I would. Câu hỏi yes no mình sẽ trả lời thế này nha. Would you like to go to the cinema? Yes, I would. Chẳng hạn như vậy ha. Rồi, no, I wouldn't. No, I wouldn't. Rồi, if I had a camera, thì ở đây cái verb của mình là ở cọc 2 nha, ở dạng quá khứ đơn ha, được chưa? If I had longer legs, if you took a picture, took ở đây là quá khứ của chữ take ha. Rồi, ok, mình sẽ làm thử cái bài cho thầy nha. Thầy làm mẫu của số 1 luôn nha. If I found a little spider in my house, I put it outside. Được chưa? Tôi tìm thấy một cái con nhện là nhỏ trong nhà đó, tôi sẽ bỏ nó ra ngoài liền luôn. À, rồi, ok. Two. Two thì dễ hơn. Where are you? Dễ hơn. Yeah, yeah. Ok. Number two. I'm here. Number two, please. If I live in a mountain, I will go skiing every day. I will, huh? I would. Rồi, nếu mình đọc quen, đọc là I'll go skiing every weekend. Được chưa? Thật ra thì bây giờ Gia Hân đâu có sống trên mountain, đúng chưa? You're living in the city now, right? Rồi. Yeah. If I live. Rồi, cái này. If I live. Cái này đúng không? Thấy cái này là cái ending này này. Rồi, đây, live. Đây, leave. Mình sẽ đọc ra là gì? Leave. No, sorry, leave. Leave. Right? You see? Thấy chưa nhỉ? Leave. 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 Chờ, leave. Aha. Rồi đọc hàm đi nha. Rồi. If I live in the mountains, I'll go skiing every weekend. Rồi, that's good. Rồi, các bạn vừa take screenshot đúng không? Ok. Rồi, câu số 3, number 3. Trúc Giang, please. Ben bought a house for his parents if he had a lot of money. If he had a lot of money, đúng rồi. Sau mình là if nha, mấy đứa. Look at here. Rồi, scroll down. Sau mình là if đúng không? Subject. No, stop that, please. Rồi, subject, được chưa? Sau đó, chỗ này mình sẽ cộng là verb ở dạng là ed nha, cộng 2 nha. Past tense. Có cái đơn. Được chưa? Được chưa ha? Rồi, sau đó thì với sau subject would hoặc là could gì đấy. Được chưa? Mày là cái này anh thầy nha. Ok. Đây. If I lived in the mountains, I would travel there every weekend. Alright.
If I lived near the sea, I would go windsurfing every day. If I lived near the park, I would walk my dog every day. Nó chẳng hay như vậy, được chưa? Ha. Rồi. Come back here. Vậy thì chỗ này, câu số 3 thì bạn Phúc Giang làm đúng rồi nha. Ben bought. Oh, no. Sorry, Trúc Giang. Cái câu số 3 em làm sao nhỉ? Trúc Giang. Ben bought a house for his parents if he had a lot of money. No, chỗ này sẽ là. Rồi. Ben would buy a house for his parents if he had. Được chưa? Mình chỉ chia sau mình if là mình chia với động từ nguyên mẫu. Được chưa? Would, could, động từ nguyên mẫu. Ha. Cũng như cái câu 2 nãy hồi nãy bạn Gia Hân làm nè. If I lived in the mountains, I'd go skiing every weekend. Được chưa? Còn câu số 3 mình sẽ ngược cái vế lại cái vế if của mình nè, thấy chưa? Đây, chuyển lên đầu. Đây, if này, chuyển lên đầu đây ha. Rồi, Trúc Giang đọc lại giùm thầy câu đúng giùm thầy nha. Ben bought a house for his parents if he had a lot of money. No, again, rồi, nữa rồi nha. Đây là mình là if đúng không? Được chưa? Rồi đây. V0, được chưa? V0 ở đây thầy gọi là V0 nguyên mẫu đó nha. Được chưa? Đây là mình là if, được chưa? Mình if rồi. Here, yes. If, giống như mình đặt cái đọc chữ if này trước nha. If he had a lot of money, Ben would buy a house for his parents. Rồi, Trúc Giang đọc lại cho thầy câu đúng nha. Ben would buy a house for his parents if he had a lot of money. Đúng rồi. Nè, Trúc Giang chắc là em sai bên cái chỗ này. Không phải chỗ nào viết trước là mình chia quá khứ nha. Được chưa? Mà cái chỗ là sau mình if, mình chia dạng quá khứ ở trên câu điều kiện loại 2 nha. Còn với sau mình chia là would, could cộng với nguyên mẫu ha. Rồi. For. Gia Bảo. If I spoke friends, would I would don't go friends last. Rồi, thầy kéo xuống lên đây cho rồi, Gia Bảo nhìn lên đây nha. Chỗ này would mà có mà có nốt mình làm cái gì nè. Đây nè. Yeah. Wooden. Yeah, wooden. Chính xác. Wooden nha, đây. À, thấy chưa? Đấy. Yeah. Wooden. Rồi, mình lặp lại cái câu cho thầy đúng như thầy nhớ Gia Bảo nha. For. If I spot friend, I wouldn't go. I wouldn't go to French class. Rồi, nếu mà tôi nói tiếng Pháp được thì tôi không đi học tiếng Pháp rồi. Yes. If I spoke French, I wouldn't go to French class. Yes. Right, correct. 5. Thanh Hoài, please. If we live near the tennis court, we could play tennis every day. Yeah, we could play hoặc là we would play cũng được. Được chưa ha? Rồi, if we lived near a tennis court. Tennis court là cái gì nhỉ, Thanh Hoài? Dạ. Tennis court là cái gì nhỉ? Có phải là cái vợt quần vợt không? Cái vợt tennis không? Tennis court. Con không nghĩ vậy. Con nghĩ sân tennis thấy gì á thầy? À rồi, ok, tennis court cái sân tennis của mình đó nha, sân quần vợt. Được chưa ha? If we live near tennis court, we could play or we would play tennis every day. Ok, thank you. That's great. 6. Thanh An.
6. I'd run away if I saw a snake. Ờ. Cái chữ đó mình đọc sao nhỉ? The snake. Rồi. À, cái chữ nào là snake nhỉ? Rồi. Rồi nghe nghe đọc nha. Thanh An. Thanh An đâu rồi? Dạ. Yeah. Rồi, nghe đọc nha. Snake là chữ nào? Snake. Là chữ in đậm đầu tiên. À, cái chữ in đậm đúng không? Dạ đúng. Rồi, ok. Snake. Nghe rõ không? Snake. Để cho nào có phiên âm được thì viết như thế này nha. Được chưa? Rồi, snake, được chưa? Không có snake nữa nha. Snake là cái này, những món ăn nhẹ này. Snake, được chưa? Thanh An nghe rõ theo không Thanh An? À, hình như cái đường truyền của Thanh An nó hơi kém hơn so với các bạn nha. Nên là nghe hơi chập chờn thì phải. Hello Thanh An again. Hello Thanh An. Rồi, các bạn chụp cái đó được ha. Rồi, ok. Rồi. Khi các bạn nào có viết không kịp thì mình cứ chụp cái màn hình này lại nha. Rồi, snake. Nghe hay rõ nha. Rồi, cái chữ này là snake. Cái này là snake. Rồi. Number... Mình đang câu nào nè. À, nếu mà mình nghiệp một rắn thì mình sẽ chạy mất tiêu đúng không? I run away if I saw snake. Alright, yes. Rồi. Oh, sorry. Rồi, sorry. Thầy đã làm... Làm sao để bôi cái này nha? Khá là khó để bôi nha. Ok, rồi, ổn nha, rồi. Ask and answer. Would he run away if he saw a spider? No, he wouldn't. Rồi, mình tự đặt câu chuyện cho mình nha. Rồi. Ở đây còn bạn nào chưa nói không nhỉ? Thì sẽ chia làm 1, 2, 3. Bạn Mai Linh ở đây có mặt ở lớp không nhỉ? Mai Linh. Có bạn Mai Linh ở lớp không nhỉ? Không có đúng không? Rồi, thầy có là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi, thấy 6 bạn nha. Rồi thì sẽ chia làm 3 cặp. Được chưa? Rồi, thì qua đây. Một cặp sẽ hỏi về Harry. Một cặp sẽ hỏi về cái này. Đây, cái hàng spider. Rồi, một cặp sẽ hỏi về cái cột là past và future. Một cặp sẽ hỏi về cái là money. Ha. Được chưa? Rồi. Bây giờ bạn nào sẽ làm cặp thứ nhất nha. Cặp thứ nhất sẽ là Gia Hân và Trúc Giang. Dạ. Rồi mình hỏi về cái con spider đi nha. Right. Rồi, cái này mình không nên hỏi về cái nhân vật đó, mình hỏi trực tiếp về bạn của mình. Được chưa? Ví dụ như là mình hỏi là would you run away if you saw a spider? Yes, I would. Chẳng hạn như vậy. Ha. Rồi, Gia Hân và Trúc Giang ai hỏi cũng được nha. Mình sẽ có 4 cái tình huống ở đây này. Đây,
one, vậy này. Tần số nhất nào run away này, đấy. Rồi. It's the same. Rồi. Gia Hân and Trúc Giang, let's go. À, Gia Hân hỏi trước đi, Gia Hân. Would you run away if you saw a spider? No, he wouldn't. No, 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 you, you, she's asking you. Lạc đề, lạc đề. Rồi, Gia Hân nào hỏi Trúc Giang là you đúng không? Mình không có he nữa nha. Thầy tự cho là mình, yes, mình sẽ practice together, không có he, she ở đây hết, được chưa? Rồi, again please, Gia Hân hỏi Trúc Giang lại cho thầy cái câu này nha. Would you run away if you saw a spider? No, I wouldn't. Ah, no, I wouldn't. Wow, you're so brave. Rồi, bây giờ tới so what you do? Rồi, bây giờ tiếp nè. Trúc Giang hỏi Gia Hân một câu này. Would you run away if you saw a spider? No, I wouldn't. Rồi, mở tiếp. What would you do? I kill it. No, I would put it outside. I put it outside. Có đây đây rồi này. Thấy chưa? Gia Hân thấy chưa? Chỗ này nè Gia Hân. Yes. Yo. You are so honored. Oh my god. You kill it? No, don't kill it. Just put it outside. Okay, thank you. And now, Gia Bảo and Thanh Hoài. Gia Bảo and Thanh Hoài, please. Gia Bảo đâu nhỉ? Say something. Hello, Gia Bảo. Hello, teacher. Okay. Thanh Hoài. Yeah. Okay. Rồi, giờ mình let's say something practice nha. Rồi. Thí dụ mình hỏi là would you go to the future if you had a time machine? Đúng chưa? Có em ơi, mấy thời gian sẽ có đi không nhỉ? Rồi, hỏi trước nha. Rồi. Gia Bảo hỏi Thanh Hoài đi em. Ask your friend. Would you go to the past if you had a time machine? No, I would. No, I wouldn't. Ok, rồi. Bây giờ Bảo mới hỏi tiếp. Vậy thì không sẽ làm cái gì nhỉ? What would you do? What would you do? I would go to the future. Ah. So, why would go to the future if she had time? Wow. Rồi, bây giờ Thanh Hoài hỏi lại Gia Bảo này. Để coi Gia Bảo sẽ làm gì khi mà có mấy thời gian nha. Would you go to the past if you had a time machine? Yes, I would. Yes, I would. Would you go to the past if you had a time machine? Yes, I would. That's all for that. That's a smart guy. Okay, thank you, Gia Bảo and Thanh Hoài. And the last situation. Rồi. Thanh An and Bảo Linh, please. Rồi, Thanh An. Hello. Thanh An có nghe thầy nói không, Thanh An? Hello. Yeah. Ok. Rồi. Bảo Linh đâu nhỉ? Yes. Ok, rồi. Hai bạn hỏi với nhau cho thầy xem nha. Bây giờ mình có nhiều tiền thì mình làm gì đây? Tiền nhiều để làm gì? Right? Ok. Thầy cái câu mẫu sẽ là would you gì đó if you had a lot of money. Được chưa? Ha. Rồi bây giờ Thanh An hỏi Bảo Linh đi. Rồi. Would you go on vacation if you had?
Thanh An hỏi hỏi hình như không rõ đúng không em? Thầy nghe không được rõ, và Thanh An hỏi lại giùm thầy nhé. Would you go on vacation if you had lots of money? Yes, I would. Ok, rồi Bảo Linh hỏi Thanh An thầy nha, khi mà có tiền nhiều sẽ làm gì nha, rồi. If you have a lot of money, would you buy a bike? Would you buy a bike? Thanh An đó rồi. Hello Thanh An. Thanh An có nghe thầy rõ không nhỉ? Hình như là cái tường truyền của Thanh An hơi bị kém nha. Ok, thank you. Two of you. Rồi, cảm ơn hai bạn nhiều nha. Bây giờ là lúc các bạn hỏi thầy, được chưa? Rồi, dựa trên những câu này, được chưa? Thầy gọi bạn nào, bạn sẽ hỏi thầy một câu trong số các bạn đó nha, muốn hỏi gì hỏi nha. Ok, Gia Hân, ask me first. Gia Hân. Ok. Ask me, please. Would you run away if you saw a spider? No, I wouldn't. I would jump into water. The water spider. The spider can't swim underwater, so I would jump in the water. Okay, thank you. Trúc Giang, ask me please. Anything here? Trong cái bảng này bất cứ cái gì nha. Would you go to the future if you had a time machine? No, I wouldn't. I would go to the past if I had a time machine, because I would like to see the past memories, the old memories. Yeah. Thank you. Gia Bảo. If you had money, Gia Bảo nè, không có hỏi là if you had a money, a lot of money được, chứ không có a money nha. If you had a lot of money chẳng hạn, ok, ask me. If you have a lot of money, you would go on vacation. No, would you chứ không phải là you would nha. Để chờ nhìn cái câu này. If you have a lot of money, would you go on vacation? Được chưa? If you had a lot of money, would you go on vacation? Được chưa? Mình thấy cái câu này chưa Gia Bảo? Yes. Ok, rồi. Ask me again, please. If you had a lot of money, would you go on vacation? Yes, I would. I would travel around the world if I had a lot of money. Right? Rồi, Gia Bảo hỏi thầy thêm một câu nữa nha. Bởi vì cái này nó chưa có ổn nè, hỏi thêm một câu nữa. Bất kỳ cái gì? Would
Put in outside if you saw a spider. Would you put it outside if you saw a spider? No, I wouldn't. If I saw a spider, I would play with it. Is that scary? If I saw a spider, I would play with it. You feel scared, Gia Bảo? Are you scared? Yeah, you are a boy. Don't be afraid of that. Okay, thank you, Gia Bảo. Thanh Hoài. What? Ask me. Would you run away if you saw a spider? No, I wouldn't. If I saw a spider, I would stand there to see it. Oh. One more, ask me one more sentence. One more question. You go to the future if you had a time machine. If I had a time machine, no, I wouldn't. I would go to the past because I would like to revise my old memory. Thank you, Thanh Hoài. Thank you, Thanh An. Ask me, please. Go to the future if you have a time machine. A time machine? If I had a time machine, let me see, what would I do? Okay, so this time I say yes. Yes, I would. I would go to the future if I had a time machine. Yes, I would. Okay, one more. Ask me one more, Tana. One more. Would you go on vacation if you have lots of money? No, I wouldn't. Now this time I say no, because if I had a lot of money, I would buy a big house. Yes, I would buy a castle to live by myself, right? Okay. That's buy a villa. Villa? Yeah. Thank you. Bảo Linh. Yes. Okay, ask me anything there. Would you go to the future if you have a time machine? If I had a time machine, I would go to the past, I suppose. I would love to go to the past. No, I wouldn't. Yes. One more sentence. If you saw a spider, would you run away? No, I wouldn't. No, let me see. If I saw a spider, I would slip. I would fell down because I was too shocked about that and I fell down and slip. Okay, that's it. Thank you, guys. Let's see next. What's next here? Rồi, các bạn lại thầy trang 119 ở phần sách bài tập được không? Sách bài tập nha, trang 119 để thầy dẫn bài tập về nhà này. Các bạn có cuộn bút ở đó không nhỉ? Yes. Yeah. Yes, đúng không? Rồi lấy đi thầy. Show me, please. Cuộn bút, please. Page 119, please. Ramakan. 119. Let me see. Where is it? 119. The grammar time. Yes, grammar time. 119. Right. Okay. Ở đây nha. Mình sẽ có là unit 2, right? Right. Second conditional. Chỗ này.
Rồi, chỗ này nha. First conditional, chỗ này là second conditional. Rồi, hai chỗ này nha, mình sẽ giải chỗ này luôn nha, hết giờ các bạn làm luôn nha. Rồi. If I spoke good Spanish, I'd move to Mexico. Rồi. Nó nói tiếng Tây Ban Nha tốt thì đi Mexico rồi. Đúng chưa? If they to the teacher, he wouldn't make so many mistakes. Right? If I didn't like fish, I would tell you. If she didn't play basketball so well, she wouldn't be on a team. Rồi, ok. Bây giờ có những câu như này nha. Complete it, please. Rồi. Would you be, ha? Khi mình hỏi là cái trạng thái to be, ha? Mình hỏi là would you be scared? Would you be brave? Would you be afraid of something? Would you be scared of if you saw a snake? Rồi. Mình nói là yes, I would. Hoặc là no, I wouldn't. Hồi nãy nói ra, mình sẽ ôm lại cho các bạn thôi nha. Rồi. Would you buy a house if you had lots of money? Yes, I would. No, I wouldn't. Rồi. Bây giờ lần này nha. You called Evie, you wouldn't be bored. Rồi. Two. Câu số 2 hả? Gia Bảo đi. Làm hạt câu số 2 đi Gia Bảo. If fresh got here earlier, case he wouldn't be late for school. Okay, if Fred got up earlier, he wouldn't be late for school, right? Okay, that's correct. Còn nữa nha, Trúc Giang. Three, please. Number three. Câu hỏi yes no thôi em. Hay như là would you, would he, would she gì đấy, đúng chưa? Would you? Trúc Giang. Dạ. Number 3 please. If you No. Would you? Sao nó có if rồi em nha. Sao nó có if rồi. Yeah. Would you take a lot of price if you live in Japan? Rồi, em làm câu trả lời là would you eat hả? Không đúng nha. Would you eat? Hả? Would you lots of price if you live in Japan? Yes. Would you eat lots of rice if you live in Japan? Okay, that's great. Rồi, đây là phần ôn lại nha. Rồi, cứ sau mỗi buổi học mình sẽ làm phần bài tập giùm thầy nha. Đó là phần workbook, được chưa? Tương ứng phần sách giáo khoa mình vừa học là unit 2, chapter 1. Được chưa? Not this. Đâu rồi. Grammar 4 đây này, được chưa? Mình sẽ làm bài tập trang 19 của phần workbook nha. Circle giùm thầy. Hôm sau 15 phút đầu mình sẽ sửa cái phần này nhanh nha. Được chưa các bạn? Mình sửa nhanh phần này nha. Đây là phần workbook của mình. Được chưa? Ở đây. Read and match. Complete the sentences. Và answer the questions about you. Được chưa? Circle lại cho thầy phần này liền nha. Screenshot lại liền phần này. Ok. Chụp màn hình cho thầy ha. Rồi Thanh Hoài chụp màn hình cho thầy cái phần này đi Thanh Hoài. Homework. Take a screenshot. Ok. Chụp lại nha.
Rồi, hôm sau 15 phút đầu thầy sẽ hỏi phần này. Nếu bạn nào không chuẩn bị nha, thầy sẽ nốt lại là không có làm bài về nhà, được chưa? Cố gắng làm bài về đủ nha. Ok. Rồi. I think that's all for today. Any question, ask me now. Rồi, cái buổi đây là buổi học online đầu tiên của mình nha. Nên có cái bất kỳ bất cập nào hoặc là câu hỏi nào cứ hỏi thầy, được chưa? Các bạn hãy hỏi thầy. Any question? Any question, class? Nothing. Nothing, right? Okay. So remember to do your homework and prepare for the next lesson. See you guys on Monday. Okay. Rồi, ok everyone. Rồi, tất cả mở mic lên và say goodbye to class. Goodbye. 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 Okay, see you on Monday. Enjoy your night. Yeah. Bye bye. 1% thôi nè mẹ.